Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay máy tính Đức Huy, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó là chiếc Asus UX305C. Ok, đây là thông số của con máy này, UX305C notebook PC. Ok, con này thì theo mình đánh giá thì nó khá là đẹp, vì cái hình thức của nó sản xuất giống như kiểu là MacBook. Thì con này thứ nhất là mình thấy là nó rất là mỏng luôn đó các bạn. Thực ra là mình thấy là con này rất là mỏng, và về độ mỏng, độ dày của nó chỉ có là 1,2 cm thôi. Ok, các bạn thấy không? Rất là mỏng, rất là mỏng luôn. Và con này thì được hỗ trợ các cái cổng kết nối. Thứ nhất đó là một khe cắm thẻ nhớ SD. Hai bên này thì có hai cổng USB. Ok, bên này thì có một cổng USB, và có một cổng đặc biệt là có một cái cổng đó là HD, cổng này để cổng xuất ra hình ảnh mili, dạng mili. Tiếp theo là một cái jack tai nghe, đèn báo nguồn và pin. Bên này là có cái jack nguồn DC. Ok, về tổng thể của máy thì mình thấy rằng là máy này nó rất là nhỏ gọn, rất là nhỏ gọn, rất phù hợp, rất lịch sự, sang trọng. Ok, về con máy này thì mình cũng xin nói qua về cái thông số của con máy này để các bạn nắm được. Đó là con máy này là sử dụng con chip vi xử lý Intel Core M36i30. Con chip này là thế hệ trước tiền nhiệm là nó sử dụng cái con Boswell, nhưng đến thế hệ này thì nó đã sử dụng đến cái chip Skylake. Ok, về cái màn hình của nó, màn hình của nó thì nó là cái màn hình QHD, độ phân giải 13.3 inch, và độ phân giải của nó là 1920x1080 với tấm nền IPS chống lóa. Ok, về bộ nhớ lưu trữ thì con này đang sử dụng ổ SSD 256GB. Với chất lượng âm thanh, card âm thanh của nó là sử dụng cái card âm thanh Intel Skylake. Thì mình thấy rằng âm thanh của nó cho ra cái chất lượng cũng rất là tốt. Đây, con này thì mình cũng đã cài hệ thống Win10 và để cho nó chạy với ổ cứng định dạng là GPT. Mình thấy rằng nó khởi động rất là nhanh. Ok, các bạn xem qua đây. Với tổng thể con máy này đây, mình thấy rằng là con máy này là một con máy rất phù hợp đối với lại những người làm văn phòng. Đấy, hay là nói đơn giản như những người nào mà là kỹ sư lập trình cũng có thể là sử dụng cái máy này để làm việc. Tôi thấy cũng rất là hay. Đấy, nó nhỏ gọn mỏng. Đấy, rất nhỏ gọn và mỏng, nhìn rất là đẹp, cũng khác gì một con máy của cái hãng Apple. Đấy, màu sắc của nó thì mình thấy rằng là rất là hay. Thế nên nó sử dụng cái màu trắng nhũ rất là đẹp. Ok,